Đảng bộ Công an quận Hải Châu vừa tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2020, tham dự có đại diện quận ủy Hải Châu, văn phòng đảng ủy Công an thành phố cùng toàn thể cán bộ đảng viên của đơn vị. Tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87% là kết quả mà Đảng bộ Công an quận Hải Châu đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên đề ra. Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an quận lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra ban chấp hành với sự tín nhiệm cao của đa số đảng viên. Mỗi đảng viên chiến sĩ công an quận luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt năm nay, Đảng bộ Công an quận đã được Trung ương Đảng biểu dương là đảng bộ xuất sắc tiêu biểu trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian tới, Đảng ủy Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên chủ động nắm bắt tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, phát huy tính nêu gương của người đảng viên công an nhân dân nhằm xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.